Thưa quý vị, cùng với Festival Hoa thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cuộc thi để nhằm tôn vinh những bông hoa của sắc đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2019 đã chính thức được khởi động vào chiều tối qua ngày 28 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm mới lạ. Và cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt là nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân Việt Nam tài sắc cả trong và ngoài nước. Và đây là dịp quảng bá đất nước cũng như con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đối tượng tham gia là các nữ doanh nhân từ 20 tuổi trở lên, đang điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước khác, không có tiền án tiền sự, có khả năng trình diễn, ứng xử tốt và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2019 sẽ trải qua các vòng thi sơ khảo qua ảnh, bán kết và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng 7 tại Philippines. Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới cũng như Việt Nam đăng ký dự thi. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh tài sắc vẹn toàn của các nữ doanh nhân người Việt đang sinh sống làm việc trên toàn châu Á, đồng thời quảng bá hình ảnh của nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng, hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung đến với cộng đồng quốc tế.